Xin mời các bạn Võ Lâm Đồng Đạo quý tử bóng chuyền cả nước nha. Hôm nay là cái cuộc hẹn chủ nhật ngày 22 tháng 12 năm 2019 nha. Đây là sân cao tốc Bình Dương. Cuộc chiến cờ hạng Nam Bắc giữa Dứt và của miền Nam đại diện cầm cái kết với si. Và bên kia là một cao thủ đến từ miền Bắc các bạn. Hiện tại bây giờ đang chuẩn bị tôi giới thiệu ra. Đây là vận động viên Dứt và quê An Giang cùng chung với Đại Lâm nha. Từng hạ tài nhỏ và thọ Bến Tre. Dứt và là một trong cao thủ hạng nặng hiện tại bây giờ, từng cũng hạ mã cha so luôn nha. Gồng lên cái coi nè. Đó, cơ bắp quá các bạn ơi. Dữ dằn. Đây, đây Dứt và. Rồi, chúc Dứt và bữa nay cuộc chiến bữa nay thành công nha, tốt đẹp thắng lại nha. Ok men. Đây, hiện tại bây giờ khán giả tôi về không thấy chứ khoảng 38.000 khán giả. Nhỏ ơi. 38.000 khán giả các bạn. Tao hai gói còn như mày á. Đây là những gương mặt nói chung là tôi nói được cho các bạn đừng buồn, móc móc không à. Tao không có quay mày đâu, mày xấu quá à. Đây. Đây là thằng bạn cặp bài trùng của tôi. Ủa quê tôi nữa chứ quên. Anh Huy Trọi. Đây là chim cánh cụt, một trong những tay cầu thủ hiện tại bây giờ dữ dằn quá. Không muốn lên YouTube đâu. Tôi là bình luận viên Đại Lâm tào lao chả biết đau mà. Các bạn đừng có buồn nha. Còn đây bây giờ hiện tại là có một cái tay mới nổi của Bình Dương. Ủa Bình Dương ở đâu vậy? An Phú. Này tem này là ba con mèo lùng. Tem ba con mèo lùng rồi thách đấu với tem Gò Mã Cầu Tre và ba mẹ con Gò Xoài các bạn. Đây ba mèo lùng. Còn đây là cao thủ Cường Kỳ, một trong những tay cao thủ ngày xưa dữ dằn nhất. Mà bây giờ anh ta hiện tại bây giờ cao 1m65, nặng 79kg mà. Anh ta không biết ăn cái gì mà béo thế. Vẫn chạy được rồi. Đây. Ok men. Đây. Đây, đây những gương mặt đây, Cầu Tre của tôi ngày xưa. Dữ dằn. Đây là anh Duy Trọi à. Anh Duy Trọi là một trong những tài năng trọi thấy ghê nhất trên đời mà ta gọi là trọi trọi. Đây. Khán giả hiện tại bây giờ là 38.000 khán giả các bạn. Tôi đây nếu mà cao thủ già khoảng 51, 52 tuổi, 3kg đồng. 3kg đồng nha. Miền Bắc, miền Nam cũng được, 3kg đồng. Nha. Campuchia luôn cũng được nha. 3kg đồng. Ông Đu Đủ sẽ tới phát nha, Đu Đủ. Đại diện cho Bình Dương Nam Bộ. Miền Đông Nam Bộ. Ok. Và đây là những cao thủ ngồi ngoài đang chuẩn bị tránh nha. Đây là một trong những anh đẹp trai nhất mà trong làm bóng chuyền là Hoa Khôi đây. Ủa lộn lộn đây này, Tấn Khôi Hoa Xin. Hoa Xin Tấn Khôi. Đây là nhân vật chính ngày hôm nay. Chưa từ từ. Đây là ông em đến từ Bắc Giang. Bắc Cà Xeo. Ngô Di Quân. Đại Huy bộ đội. Sĩ quan. Về hưu rồi. Bây giờ toàn đi quýnh bóng chuyền độ thôi. Đây mới là nhân vật chính ngày hôm nay. Cái cao thủ Võ Lâm đến từ miền Bắc là đụng tới Dứt và ngày hôm nay. Anh này là tầm cái kết bê nha các bạn. Cao thủ Võ Lâm đến từ miền Bắc, đại diện cho miền Bắc đây. Trận thư hùng cực kỳ hấp dẫn nha. Đây. Đây là những khán giả ưu tú hiện tại của sân cao tốc Bình Dương tại đây. Khoảng 38.000 khán giả thôi chứ có nhiều rồi nhiều các bạn. Còn đây là những cao thủ đến từ Gò Xoài. Ra khỏi cái Gò Xoài thành trái xoài. Đây những cao thủ Gò Xoài nhìn kỹ nè. Juan Messi, Bình Chiền 2, Tấn Nhóc. Đặc biệt là danh Phong Cội. Đặc biệt là anh này mới thấy ghê nhất trong đám bóng chuyền nè. Cọp. Cọp Gò Xoài bộ đội. Một trong những cầu thủ điếc không sợ súng. Thái Bình, quê Thái Bình, Thái Lọ.
Tần Hạ Dương Châu gơ tay cường kỳ. Đây, đây bộ đội đẹp trai cực kỳ chưa? Điếc không có sợ súng, lên đạn là bắn. Sau lưng bộ đội là ai nữa, giới thiệu luôn. Sau lưng bộ đội là một trong những tay hàng sáu nổi tiếng của Vĩnh Lộc, Bà Đía. Ok Bà Đía. Ok. Ngày qua Thủ Đức chết sống. Mấy hàng cây đi, trời em báo quá. Đây, hiện tại bây giờ 38.000 khán giả các bạn. Và đây là các bạn đến từ miền Bắc đại diện cho bên cái bia của chúng tôi. Đây, chúc các bạn sức khỏe may mắn này. Bên kia dứt dạ gồng quá, cầm cái Messi mà gồng ghê quá, cơ bắp ghê quá. Đây, anh em bạn bè ghê gớm hơn 38.000 khán giả. Cảo cả nữ, cô nữ xinh xắn đây nè. Thằng kia con trai con gái tóc dài vậy. Ba mươi tám ngàn khán giả chưa kể ngoài sân nha các bạn. Ôi trời, ôi chứ mấy thằng này chưa quánh đỡ bụng sớm vậy ta. Trời ơi, cái sân banh này giống như xem Đàm Vĩnh Hưng hát rồi đó các bạn, nhìn kỹ đi. Trong ngoài đã 38.000 khán giả, ghê gớm thiệt. Ok, mấy thằng trẻ đẹp trai bóng chuyền sinh viên tào lao chả biết đâu. Ok nè, khán giả ghê gớm quá các bạn ơi. Đây, những thằng em của tôi ngày trước bây giờ mới gặp lại nè. Cao thủ hàng sáu dữ dằn đây các bạn ơi. Xa xa trong kia có ông anh tôi, ông cọp, ông ngồi ông cọp núp luôn rồi. Ông cọp. Ôi, đây là đám cổ động viên nhiệt tình nhất của những đám bóng chuyền độ đây các bạn ơi. Chúc sức khỏe các bạn bè năm châu bốn biển. Bữa nay thấy cái sân banh này phụ nữ đẹp gái nhiều lắm các bạn ơi. Mà qua đã có chủ hết rồi nha. Đây, có cô bạn sinh nữ vợ của thằng em như mới đám cưới xong bây giờ tôi nghe tin nè. Đúng không? Cái thằng chuyện hai này cực kỳ nguy hiểm với Tây Ninh. Sao tôi là ông thà ông bộ đội này ghê gớm quá. Bộ đội đầu dò của Nguyễn Văn Quá. Chuồng bò. Sân chuồng bò. Đây nhìn kỹ ông bộ đội sân chuồng bò đầu dò ghê gớm. Ai đó mà kêu ông nào khoảng 60 tuổi mà ký đồng ấy, chấp cả miền Nam. Ha. 60 tuổi cũng nhiêu đây. Đây. Giáp cái sân nha các bạn, không còn chỗ ngồi giống như Việt Nam đá với Thái Lan hôm bữa các bạn. Cuộc chiến chuẩn bị bắt đầu rồi các bạn. Đây là tôi giới thiệu sơ sơ về binh khí đó nha. Đây là binh khí của đại diện miền Nam. Dứt già. Kết với xì một tay. Chưa có đối thủ từ trước đến giờ. Hiện tại bây giờ là gặp anh hùng từ miền Bắc vào. Đây là kết với xì. Đây. Còn đây là thằng em đến từ miền Bắc. Cao thủ kết bia. Là cuộc chiến hẹn bữa nay là giống như chung kết miền Nam Bắc nha các bạn. Còn đây là Quy Con, một trong những libero hạng nặng hiện tại bây giờ của cá đá bóng mạnh các bạn. Đây là anh chàng em tên gì em? Hiện à, Hiện đến từ Hải Phòng nha các bạn. Rồi chúc các bạn xem bóng chuyền gần xa vui vẻ và hấp dẫn nha. Còn tôi chính thức tuyên bố sắp sửa nổ ra cuộc thư hùng. Tôi bình luận viên VTV6 tào lao chả biết đâu Trần Hoàng Đại Lâm Balotelli. Ok, chào các bạn nha. Thằng lao. Đây, quăng lưng coi, thằng tắt rồi, quăng một cái lưng cho anh em nó coi.